Chào các bạn. Tiếp theo cái kênh YouTube của Louis thì hôm nay Hằng và các anh em cộng sự có làm về một cái series gợi ý bố trí công năng của các cái dạng nhà phổ biến hiện nay trên toàn quốc, từ nhà phố, biệt thự, căn hộ chung cư, biệt thự vườn, biệt thự theo kiểu dinh thự, tất tần tật nhé. Các bạn có thời gian và đang có cái quá trình chuẩn bị cho cái quá trình xây dựng cái tổ ấm của mình thì có thể theo dõi kênh và có được những cái kinh nghiệm của riêng mình nhé, từ những cái gợi ý trong suốt quá trình làm nghề mà Hằng sẽ đúc rút ra được, và có những cái chia sẻ những cái công trình thực tế mà bên anh em Louis đã thiết kế và xây dựng thành công cho khách hàng. Thì cái gì cũng vậy, mọi dự án nó đều có, nó có được cái thuận lợi và khó khăn riêng, nó có những cái phải rút kinh nghiệm, phải trả giá rồi gì mới nâng cao được cái tay nghề và kinh nghiệm, thì càng làm càng rút được nhiều bài học thôi. Cái nghề này thì nó cũng không thể nào mà như khuôn mẫu đúc được, các bạn thừa biết cái chuyện đó. Thì nội dung hôm nay Hằng sẽ chia sẻ với các bạn một cái nhà hiện nay có thể nói nó là xu thế rất là nhiều khách hàng của Louis đã làm trong thời gian qua, mà mình nghĩ là trong thời gian tới sẽ có nhiều cái anh chị khách hàng cũng sẽ xây các cái dạng nhà này. Hằng cảm thấy nó quá phổ biến cho nên mình sẽ làm một cái nội dung để chia sẻ cho các anh chị về cái dạng nhà này. Thì cái dạng nhà này là dạng nhà như thế nào thì các bạn có thể theo dõi lên màn hình để mà Hằng chia sẻ với các bạn. Ở đây là một cái miếng đất của một anh khách hàng của Louis đã thực hiện xong. Thì tổng khuôn viên của nó là bề ngang dài cộng trừ khoảng 10 đến 10 11 thước và chiều sâu nó đến 45 thước. Một cái miếng đất này thì nó quá dài, quá đẹp, cho nên nó có được sân trước sân sau rất là lớn. Nên cái này nó là một cái dự án cụ thể thôi. Cái Hằng sắp nói đây nó mới là cái đại trà và phổ biến nè. Tại vì hiện nay các bạn đã biết là nhà phố ở quận trung tâm á, nó rất là cao giá. Giá đất rất là mắc. Nhưng mà nó chỉ được mỗi cái việc ưu điểm của nó là trung tâm thôi. Nhưng mà nó nằm trong hẻm, trong những cái khu dự án, trong những cái khu dân cư nó rất là chật chội như vậy á. Thì một số lượng lớn các cái khách hàng trẻ đó thì họ năng động hơn. Họ không thích ở trong cái nhà có bề ngang theo chuẩn nhà phố là 3,5 m, 4 m, chiều sâu khoảng 13, 45 m đâu. Mà hẻm thì nhỏ, ô tô ra vô không được. Cho nên là họ sẽ lựa chọn là mua một cái diện tích có cái bề ngang nó tương đối lớn, có thể từ 6-7 m trở lên đến 10 m, 12-20, càng lớn càng tốt. Thì khi mình ở trong cái không gian như thế đó thì cái ưu điểm của nó là nó rất là thoáng, có vườn, có sân, nó không có bị hai nhà hai bên kẹp giữa kiểu nhà phố xây chen. Mọi thứ nó được riêng tư hơn, nó chỉnh chu hơn, nó mang tính chất nghỉ dưỡng nhiều hơn. Đối với nhà ở trung tâm thì các bạn biết là hẻm chật, nhà nhỏ cho nên buộc phải lên cao tầng, rất nhiều cầu thang, và số lượng phòng ngủ thì nó cũng theo cái truyền thống gia đình Việt thì nó từ 3 đến 4 phòng ngủ là đủ. Nhưng nếu là mua nhà ở trung tâm á, và diện tích đất nhỏ ở trong hẻm thì các cái tiện ích về tiện nghi cao cấp và của thời đại như là xe ô tô, như là vườn cây, như là hồ cá, như là làm biến di chuyển cầu thang nhiều, nó không thể có được. Vì cái muốn sở hữu một miếng đất như thế đáp ứng được cái yêu cầu rộng thoáng, xe ô tô vô tận nơi, bề ngang lớn, thì cái số tiền phải bỏ ra cho cái việc xây cái nhà chỉ để ở nó quá lớn đối với khả năng tài chính của đại bộ phận dân số. Trong khi mình có thể mua một cái miếng đất rộng lớn xa xa ở Bến Lức
và cự ly di chuyển về Sài Gòn cũng trong gói gọn khoảng 30 phút là có thể gặp lại các cái đường vành đai của thành phố rồi, thì việc di chuyển vào trung tâm nó cũng sẽ rất là nhanh và nó phù hợp với gia đình là trẻ và có khả năng lái xe ô tô và ở chung với các thành viên còn lại ở trong gia đình, như là bố mẹ già không còn đi lao động nữa và các con có thể đưa đón đi học trong quá trình mà bố mẹ di chuyển về Sài Gòn để làm việc. Hoặc là cái việc di chuyển từ chỗ làm về đến nhà nó thuận lợi hơn, hoặc là các công việc nằm ở tại Bến Lức, Long An ví dụ vậy, hoặc là ở Bình Dương, hoặc là Đồng Nai, ở Thủ Đức, ở Bình Chánh thì nó mới mới có được cái khả năng làm được cái nhà như thế này. Để quay lại nội dung chính là cái dạng nhà này là nó lúc đầu Hân có nói là nó phổ biến là vì hiện nay người ta chỉ xây dựng một trệt một lầu thôi, chi phí đầu tư nó tương đối là ít tốn kém vì quy mô lầu cao nó không quá cao, nó hài hòa với khả năng tài chính của rất là nhiều người mà được cái tiện ích sống rất là cao cấp, cho nên nó sẽ là lựa chọn của xu thế của tương lai. Thì bây giờ Hằng sẽ gợi ý về cái chi tiết về cái kiểu nhà này. Bây giờ cái đất, cái khuôn viên đất á, thì nó sẽ đối với những dạng nhà này mà làm được á, thì thường nó có bề ngang từ 7 mét trở lên đến 10 mét và chiều sâu nó từ 20 đến 25 mét trở lên. Và thông thường một gia đình Việt mình khi xây một cái nhà thì mình sẽ nghĩ tới cái số lượng phòng ngủ đầu tiên, nó rơi vào tầm 3 phòng 4 phòng, chắc chắn là nó phải phải nằm ở cái số lượng cỡ đó thì mình mới nghĩ tới cái chuyện xây nhà mới. Thì cái số lượng phòng ngủ trung bình như vậy nó quyết định được cái bề ngang và chiều dài xây dựng của mình, nó khoảng tầm 8 nhân gần 20 cộng trừ 20 mét. Mình sẽ bố trí được 4 phòng ngủ, gồm có một cái phòng ngủ ở dưới trệt cho người lớn tuổi, hoặc là phòng ngủ dự phòng cho khách. Ở trên lầu mình sẽ chia được 3 phòng ngủ và một phòng thờ, một sinh hoạt chung. Như vậy có 4 phòng ngủ, nếu so với một cái nhà phố thì cái một trệt hai lầu sân thượng thì cái giá vốn xây dựng nó tương đối bằng nhau. Xem. Nhưng mà nếu ở nhà phố thì mình phải mua đất với cái chi phí mua đất rất là đắt đỏ và nằm trong hẻm nữa. Còn nếu mà mua ở cái vùng ven á thì mình sẽ được có một cái khoảng vườn rất là to, thoáng và vừa có một cái nhà cũng chỉ có quy mô thấp tầng thôi, một trệt một lầu và số lượng phòng ngủ là như nhau. Như vậy thì cái việc mình di chuyển hàng ngày lên xuống cầu thang nó sẽ rất là tiết kiệm sức và nó không có vất vả cho người sử dụng. Ngoài ra nó còn có thể đậu được ô tô, có sân. Những tiện ích đó thì nhà phố ở quận trung tâm bề ngang 3 mét rưỡi, 4 mét, 5 mét nó không thể nào cho mình cái tiện ích đó được. Thì cái nhà này là một cái kiểu nhà tiêu biểu mà trong cái website của Louis các bạn theo dõi thì các bạn sẽ thấy có rất là dạng nhà khách đang thực hiện trong năm 2018-19 này. Đi sơ qua cái mặt tiền của nó một chút thì nó là một trệt một lầu thôi, dạng mái lợp ngói có hơi hướng cổ điển của người Á Đông mình. Bên cạnh đó thì bên Louis có đắp vẽ trang trí thêm các cái ban công gờ chỉ đầu cột tương đối thôi, thì nhà mình phải trang trí nó một chút xíu các bạn, nó không quá cầu kỳ hoàn toàn thì nó dẫn đến cái chi phí đầu tư rất là mắc. Đối với cái dạng nhà này thì cái kiểu cái dáng mặt tiền nó tương đối, nó không có đơn điệu theo cái kiểu hiện đại là số ngang số dọc và trơn phẳng, thì cái dạng nhà này nó là một trệt một lầu thì thường nó phải là mái thái, nó phải là giá biệt thự và nó là có thể nó là một cái dạng biệt thự mini có vườn đó, rất là đẹp, nó không phải là siêu biệt thự đâu nhưng mà nhìn về so với một cái nhà phố thì nó vẫn ấn tượng hơn, nó vẫn sang trọng hơn và nó bề thế hơn rất nhiều. Với tầm tầm giá đầu tư thì nó cũng chỉ ngang ngang hoặc đắt hơn nhà phố một tí xíu thôi, tuy nhiên là mình có được mọi thứ ở trong cái ngôi nhà này hết. Ở ngoài mặt tiền thì nó cũng chỉ là tô trát bình thường kết hợp với sơn giá đá, chất liệu mái ngói xi măng, cửa gỗ, cửa nhôm cao cấp thì nó cũng không có vật liệu gì quá cầu kỳ mà đắt tiền các bạn. Còn những cái bông họa tiết hoa văn trang trí này thì nó cũng rẻ thôi.
cái dạng này mà mình đã thực hiện cho ở Lái Thiêu. Lái Thiêu về Sài Gòn cũng gần, và chỉ có khu vực quen quen ở khu vực đó thì đất còn rộng mà mình có thể làm được cái này như thế này. Đó, thì bây giờ mình đi vô chi tiết cái bố trí công năng ở bên trong cho các bạn xem. Tổng khuôn viên sân trước, sân sau, sân hông thì cái này là bình thường rồi. Bây giờ vô cái tầng trệt mình sẽ thấy này, cái truyền thống mà hiếu khách của người Việt mình đó, bao giờ phòng khách cũng là nơi thuận lợi giao thông khi mới bước vào nhà. Đoạn phòng khách nằm nép một bên thì khi có khách á, mình vẫn tiếp khách được. Ở phía bên bên trái này thì bên phải nó là đại sảnh, nó vẫn đảm bảo cho cái ngôi nhà các cái hoạt động của các thành viên khác diễn ra bình thường. Kế đến nữa là cái khu vực cầu thang cũng rất là rộng lớn, thông thoáng, bề ngang 8,5 m, chỗ lớn nhất và chỗ hẹp nhất là 7,5 m. Nếu mà nhà phố bình thường mình ở trong cái không gian bề ngang 4 m, 4,5 m, mình cảm thấy nó cái gì đó nó chật chật, nó bí bí, giờ đã lên tới 7 m, 7,5 m, 8 m thì nó rất là thoải mái. Thì đi vô vào gian cuối thì nó là cái không gian bếp và một cái phòng ngủ vừa đủ cho những người lớn tuổi, họ không có khả năng di chuyển cầu thang, thường là dành cho bố mẹ. Mình có thể làm cái mắt thành phòng master cũng được các bạn, nếu mà dành cho bố mẹ là những người mình yêu quý thì mình có thể làm nó là thành cái phòng ngủ master. Còn nếu mà nó dành cho dự phòng cho khách hoặc cho người giúp việc thì mình sẽ giảm cái tiêu chuẩn lại để tiết kiệm chi phí. Thì đối với nhà này cái không gian bố trí nó tương đối là liên thông nhau, cho nên đứng từ góc này nhìn có thể nhìn thấy mọi cái ngóc ngách khác, cho nên cái cảm giác nó có sân trước, sân sau và sân hông nữa thì rõ ràng là nó rất là thoáng. Và nó, cái người Việt của mình thích ở như thế, không có muốn mọi không gian đều đóng kín bằng cửa bằng tường riêng biệt đâu. Mình không giống như châu Âu, mình cũng không giống với các cái nhà ở Mỹ, ở Pháp. Rồi thì khi mình nhìn cái mặt bằng này thì mình có cảm thấy là cái bếp và cái không gian phòng khách ấy, nó được nối với nhau thông qua một cái hệ thống cầu thang, là ở đây được bố trí là bàn ăn. Còn mình có rất là nhiều cách để bố trí, ví dụ như mình ưu tiên cái việc giao thông ở ngay cầu thang thì bàn ăn mình có thể không đặt đây, mà mình sẽ biến nó thành một cái bàn gọn hơn và giảm nhỏ cái thể tích, cái diện tích của cái bếp lại để mọi cái nó đều gom gọn vô ở chỗ trong cái khu vực bếp ở khu vực này thôi. Tuy nhiên ở cái nhà này thì mọi thứ nó còn rất là rộng rãi nè, cái bếp nó rất là to, chủ nhà người ta yêu cầu là tăng cái thể tích cái bếp lớn lên để người ta đầy đủ cái tiện nghi. Đó, đảo bếp rất là to và một cái chiều dài bếp cũng tương đối là lớn, gần 7,5 m luôn các bạn, cộng với cái đoạn này nữa thì nó lên gần 10 m. Ở bàn ăn thì là bàn tròn để nó không cản trở lối ra vô ở cái bên hông này, thì mọi thứ mình đều có thể giao thông quanh cái bàn tròn này được các bạn. Thường nếu không đặt bàn tròn ở đây thì mình cũng phải đặt một cái bàn công suất bình hoa và những cái dịp lễ Tết. Để tương tự ở cái sảnh chính chỗ này cũng vậy, chứ mình không thể để nó trống trải như thế này, còn mình cũng không thể cơ bàn ghế ngồi cản trở cái lối vào nhà được. Đó là cái cơ bản, cái cách bố trí này thì nó cũng bình thường thôi, không có gì gọi là quá thông minh hay là xuất sắc hay là cái gì cả, nhưng mà nó là một cái kiểu bố trí mà Hân cũng có thể chia sẻ cho các bạn tham khảo qua. Thì khi mình nhìn này, nó có phòng khách, đại sảnh, khu vực bàn ăn ở giữa ô cầu thang, tận dụng ô cầu thang để bố trí bàn ăn tròn luôn, và khu vực cuối là bếp, kế bên bếp là một cái phòng ngủ của người giúp việc hoặc là của ngủ cho khách. Toàn bộ cái nhu cầu sự sinh hoạt ở tầng trệt này sẽ do cái vệ sinh, một cái vệ sinh lớn này nó đảm nhận luôn. Vệ sinh này rất là lớn, có tổng diện tích nó rơi vào khoảng gần 10 mét vuông, có một khu vực tắm đứng, khu vực đi vệ sinh, khu vực tủ lavabo, mọi thứ nó còn rất là rộng rãi. Ok, rồi thì bây giờ lên các bạn coi sơ một số cái hình ảnh nội thất của cái nhà này mà các anh em kiến trúc sư của Louis đã thực hiện nhé. Rồi đây, đây là cái hình ảnh của cái khu vực phòng khách. Thì có nghĩa là khi mình bước vô cửa thì mình sẽ gặp cái phòng khách đầu tiên ở bên trái, thì khu vực tiếp khách nó được gói gọn trong các cái bức tường kính để nó mang tính chất riêng tư. Còn đằng trước thì mọi sinh hoạt của nhà đều diễn ra bình thường.
Tiếp theo đây là một cái góc nhìn khác của cái bộ sofa, cũng rất là trang nhã, kết hợp với phào chỉ trang trí tường Hàn Quốc, giá thành đầu tư cũng rất là rẻ. Một vài đá onyx ngắn trí. Cái mặt tiền nó hơi hướng cổ điển, cho nên sofa ở đây các bạn nội thất cũng lựa chọn nó có cái hơi hướng tăng cổ điển. Rèm vải bố một đơn sắt kết hợp với vải von thì cũng bình thường thôi. Nền gắn nền bằng gạch, có các cái bồng gắn, cái này nó không giống như một nhà các bạn. Đã, giữa các cái không gian được ngăn cách bằng các cái vòm này thì sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên có màu nâu đỏ để mà điểm thêm, nhìn cho nó chỉnh chu hơn. Ok, rồi đi vô một đoạn nữa là khu vực cái cầu thang đây các bạn. Cầu thang thì có bố trí cái bàn ăn ở đằng trước đây, thì nhìn mọi thứ nó cũng là cơ bản thôi, không quá cầu kỳ. Lam ri được làm bằng đá ốp có phào chỉ, tường kết hợp với giấy dán tường. Tây viện cầu thang là sắc mỹ thuật, sắc mỹ nghệ. Cầu thang sử dụng vân đá mập bộ. Ok, đi sâu vô một tí nữa là mình sẽ thấy cái không gian của cái bếp ở đây. Bếp có hai tông màu chủ đạo là gỗ màu nâu đỏ, màu cánh gián của gỗ tự nhiên và kết hợp với gỗ sơn màu trắng, cũng theo phong cách tầng gỗ điểu. Quầy ba đảo bếp, tường cũng ngắn bằng phào chỉ, giống như là trần thạch cao. Các cái chất liệu này thì nó dễ tạo hình, giá thành cũng tương đối rẻ thật các bạn, nó không quá cầu kỳ, không có sử dụng những cái chất liệu đá ốp nhiều. Trần cũng không có bông trần phào chỉ gì rất là cầu kỳ, ở đây mọi thứ nó là cơ bản thôi. Đây là một cái nhà có giới hạn về chi phí, mọi thứ kiến trúc sư họ cũng phải hài hòa. Tuy nhiên trong cái gian bếp này thì mình cảm thấy nó có đầy đủ các cái khu vực nè, khu vực nấu nè, khu vực rửa nè, khu vực lưu trữ thực phẩm nè, khu vực lưu trữ các cái dụng cụ nhà bếp nè, và một số các cái phụ kiện phụ liệu trang trí khác nữa. Đó, cái bếp này nó cũng tương đối là cơ bản đẹp, sạch sẽ và gỗ tự nhiên thì nó rất là bền rồi ha. Quầy ba có các cái ghế ngồi để, không, cái này là đảo bếp, có các cái ghế ngồi có thể ngồi ăn sáng, ngồi tâm nói chuyện với người đứng nấu bếp, ngồi uống trà, ngồi uống cà phê, ngồi uống rượu vang các kiểu. Ok, cũng rất là nói chung là như vậy thôi. Nền thì sử dụng gạch quăng mây hoặc là đá đều được, nếu mà khả năng tài chính của mỗi chủ nhà tới đâu thì mình đầu tư tới đó thôi. Đá thì đẹp nhất, kế nữa là gạch kích thước 80x80 hoặc là 1m x1m, giá thành dao động từ 350 đến 750 ngàn hoặc là hơn 1 triệu một tí, cũng rất là đẹp. Rồi, đi lại toàn bộ cái tầng trệt cho các bạn chiêm ngưỡng lại lần nữa. Nói chung nó mọi thứ nó cơ bản, không quá cầu kỳ đâu. Mà nó rộng, nó thoáng, cửa nhiều, ánh sáng tốt, trần tường sử dụng chất liệu công nghiệp thôi. Các cái phào chỉ này của Hàn Quốc thì hàng công nghiệp lắp sẵn, nó cũng không có thi công nhanh, giá thành hạ, nhưng mà nó rất là đẹp, nó cũng đẹp, nó không có đơn điệu và nó cũng không quá cầu kỳ diêm vúa đấy. Các bạn có thể tham khảo, mỗi người một kiểu nội thất thì nó không nhà nào giống nhà nào đâu, mỗi chủ nhà đều có một cái yêu cầu về cái không gian riêng của mình sử dụng, cho nên cái việc nội thất này hơn cũng đi nhanh thôi. Rồi bây giờ đến các cái lầu, lên lầu có nghĩa là cầu thang này, di chuyển lên. Khi lên lầu cầu thang thì các bạn đang đứng ở vị trí này gọi là sảnh tầng đây, thì khi lên đoạn này nó cũng có một cái sảnh rộng làm nhiệm vụ trung chuyển giao thông vào các cái phòng ngủ nè và phòng sinh hoạt chung nè, phòng thờ nè. Như vậy thì cái nhà này họ chỉ làm có 3 phòng ngủ thôi, tính luôn phòng ngủ dưới trệt vì cái nhu cầu của họ như vậy.
Nhưng nếu như ở đây không làm sinh hoạt chung thì mình cũng có thể có thêm được một cái phòng ngủ này, có nghĩa là năng lực đáp ứng nhà này có thể biến thành 4 phòng ngủ bất cứ lúc nào ở cái khu vực này, giữa sảnh thang và cái sinh hoạt chung này, phòng thờ vẫn giữ. Hoặc là nhiều gia đình thì họ để nguyên cái phía trước này, trộn chung cái không gian phòng thờ và sinh hoạt chung này thành một cái phòng ngủ lớn, thì lúc này có thể thờ ở cái đoạn giữa cầu thang này, tùy thôi. Nhưng mà các bạn có thể thấy là cái năng lực nhà này có thể biến từ 3, 4 phòng ngủ và còn rất là rộng rãi. 5 thì không được, nhưng mà 4 phòng ngủ thì cũng rất là vô tư, rất là tốt. Mà quy mô nó chỉ là một trệt một lầu thôi các bạn. So với một cái nhà phố bình thường, nếu cần 4 phòng ngủ mình phải di chuyển lên 2 tầng lầu. Tầng trệt là khách bếp là đương nhiên rồi, phải không? Không có phòng ngủ ở dưới trệt được, vì nhà phố thì rất là nhỏ, khó mà bố trí phòng ngủ ở dưới trệt. Như vậy mình lên lầu 1 mình có 2 phòng, lên lầu 2 mình có 2 phòng. Như vậy cái không gian thờ mình phải đưa là sân thượng. Như vậy nếu muốn ít nhất mỗi ngày mình phải di chuyển lên sân thượng để mình giặt phơi và mình thắp hương cho ông bà, thì mình phải đi qua hệ thống cầu thang, 3 cầu thang, rất là đuối các bạn. Lâu lâu đi thì được, ngày nào cũng đi thì cũng cũng hơi vất vả. Thậm chí có nhiều nhà cần 5 6 phòng ngủ thì phải lên tới lầu 4, lầu 5. Thì cỡ quy mô đó chắc phải gắn thang máy, nó sẽ tiện nghi, nhưng mà đồng nghĩa với giá thành đầu tư xây dựng nó cũng sẽ tăng thêm, vì mình phải đầu tư thêm hố thang, thêm hệ thống thang, hệ thống đá ốp mặt dựng của cái cửa thang máy các kiểu rất là nhiều. Tuy nhiên cái mà mình thích nhất của cái dạng nhà này có nghĩa là mình không di chuyển cầu thang nhiều, mình muốn xuống phòng khách, mình muốn xuống bếp, hoặc mình xuống xuống tủ lạnh, thậm chí bây giờ tủ lạnh cũng có thể tích hợp trong các phòng ngủ rồi. Nhưng mà mình chỉ di chuyển đúng một cầu thôi, đi làm về mệt leo lên cầu một cầu là được, leo lên 3 4 cầu thì cũng hơi phê các bạn. Ok, bây giờ mình qua đến cái nội thất của tầng lầu này thử như thế nào. Ở đây đây là cái nội thất các bạn chờ mình tí xíu. Chờ mình tí xíu. Bây giờ mình đang ở cái phòng nào nha? Bây giờ mình đang ở cái phòng ngủ. Ở đây có 2 phòng ngủ. Ở đây mình có một cái nội thất của một cái phòng ngủ này. Phòng ngủ này thì đồ đạc vừa đủ thôi, không không có quá chật chội đâu các bạn. Như vậy đang đang là xu thế. Không cần nhét quá nhiều đồ trong cái phòng ngủ, để lại cái không gian đi lại quanh giường cho nó rộng. Đây là một cái phối cảnh của cái phòng ngủ, một trong 2 phòng ngủ ở trên lầu. Ở đây các bạn kiến trúc sư chưa có ghi chú, chưa có chú thích, cho nên Hân cũng không biết nó là nằm phòng ngủ bên trái hay là bên phải thôi, các bạn cứ xem tạm đi. Ok, đầu giường được sử dụng chất liệu vải bố bọc với nệm. Cái này Việt Nam mình gia công rất là rẻ các bạn. Sofa là các thứ còn may được thì cái này là đơn giản rồi. Giường được sử dụng là giường cũng làm từ chất liệu vải mây hoặc là bọc da kết hợp nệm gói và ra trải giường. Thì cái giường này không phải là giường gỗ, thường lâu nay người Việt mình hay đóng giường gỗ, nhưng mà bữa nay thì cái xu thế giường mua sẵn mới là mốt và nó rất là đẹp, ít bị tranh cãi vì khả năng sản xuất nó có thể là 50-50, sản xuất lên có thể không đúng ý, nhưng mà cái giường này nó đã có sẵn ở ngoài kia thì các bạn đi lựa mua, mình đã thấy được nó và mình cảm thấy nó ok rồi thì mình sẽ xuống tiền, cho nên tỷ lệ hài lòng là 100%. Táp đầu giường đi kèm với giường, tranh ảnh tỷ tường thì giống như phòng khách lúc nãy Hằng cũng nói rồi, trần cũng cơ bản thôi, không có quá cầu kỳ diêm dúa. Đối diện tường là một cái hệ thống tủ kệ làm bằng gỗ tự nhiên, vân gỗ này giống gỗ ác, gỗ sồi hoặc là bơ mu, đồng 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 màu với sàn gỗ tự nhiên hoặc là gỗ công nghiệp đều có màu này. Ok, kệ này dành phòng ngủ này chắc cho con quá. Kết hợp với góc học tập để đựng túi sách, đồ trang trí, bàn trang điểm. Ok, cũng khá hợp lý, không quá lớn nhưng mà đủ xài. Đây là cái không gian phòng vệ sinh của một trong 2 cái phòng ngủ đó, được bố trí các cái kệ nóc để đựng xà phòng, nước hoa, các chất tẩy rửa. Ok, rất đẹp.
vách kính ngăn giữa khu vực tắm nước và khu vực đi vệ sinh, tủ lam bô cơ bản, vòi nước gắn âm tường, không có đặt bàn, kiến soi cũng rất là trang nhã, được nhấn hai tông màu chủ đạo. Của cái gạch này đẹp quá, gạch nhấn có hình họa tiết đen trắng rất là đẹp. Cái gạch này có bán sẵn đó các bạn, và cái này đang giống như là vân gỗ vậy đó, gạch vẽ bằng gỗ đóng theo khuôn ngang. Ở trên cao nhìn xuống các bạn nhìn rõ hơn các cái kệ đựng khăn tông màu trắng sáng rất là rộng rãi, cửa màu trắng khác với cửa phòng các bạn. Ok, nhìn cũng khá xinh. Đây là cái không gian sinh hoạt chung nè, gian sinh hoạt chung, sinh hoạt chung, trở lại cái sinh hoạt chung. Đây là cái không gian sinh hoạt chung nè, cái vách che nửa kính nửa hở cái phòng thờ. Ok, đây bộ sofa này đẹp quá, sofa này rất là cá tính. Bộ này mua chắc tầm tầm vài chục, khoảng 5 6 chục, tầm ba mấy đến năm mấy. Kệ đóng kệ gỗ, gỗ này thì có thể là một căm xê xoăn đào gỗ, hoặc là cái xu thế gỗ đại trẻ hiện nay có thể là dùng gò đỏ nam phi các bạn. Nó rất là đẹp, tông sáng, màu in kỹ thuật số thì có thể nó không phản ánh đúng đâu, mình chỉ có nhìn cái tông mà mình có thể đoán biết chất liệu của thực tế thôi ha. Ok rồi, đây là cái không gian phòng ngủ còn lại. Còn lại thì nó cũng giống như cái phòng ngủ kia thôi. Cái góc này là, trở lại cái góc này là góc dưới cầu thang bước lên, nó có một cái sảnh điện bằng công son trước khi đến cái phòng sinh hoạt chung, và bên tay phải là cái phòng thờ phía góc khuất lên đây. Ở đây là trong nhìn ra nè, ở sinh hoạt chung nhìn ngược về hướng cầu thang và thấy hai cái cửa phòng ngủ đó các bạn. Ok, chung cũng rất là ok đó, rộng sáng, ít nhất cái nhà này là như vậy. Hệ thống sinh hoạt chung có cái kệ này dễ thương quá, bên trong cái là hệ thống bàn thờ, tủ thờ. Xong mình đang làm việc ở đây thì mình làm việc cho nó xong cái không gian phòng thờ luôn các bạn. Ở đây này là cái mặt trong phòng thờ nhìn ra đây, thì cái kệ trang trí ngăn chia giữa phòng thờ và cái phòng mà sinh hoạt chung ở ngoài kia là còn tận dụng để được các cái đồ trang trí kinh Phật, kệ các cái phụ kiện trang trí về về về, về Phật giáo chẳng hạn, có thể để ở đây. Ok, một cái bàn thờ theo cái phong cách mới, không có phải theo cái phong cách cách cổ. Cái này được làm bằng một cái vách trang trí gỗ cắt tỉa CNC, có các cái họa tiết cái này của người Việt Nam mình này. Mình cũng không biết nó là cái gì, nhưng mà nhìn cái chữ này nó tượng trưng cho sự may mắn ở các cái dịp đám cưới đám hỏi cũng hay thấy. Ở đây mình bố trí phòng thờ này thôi, về chủ nhà người ta sẽ bố trí lại. Các cái thờ tủ này được gia công ở rất là dễ dàng thôi, vách gỗ mỏng cắt CNC tạo cái họa tiết này, đi kết hợp với nẹp chỉ vách ốp gỗ, và gỗ là đồng chất liệu với gỗ gõ gõ đó, căm xê hoặc là xoan đào đều được các bạn. Cherry, nói chung là tùy khả năng tài chính và sở thích vân gỗ của mỗi thành viên, của mỗi gia chủ mà mình có cái lựa chọn thôi. Đây cái bàn, bàn này cũng là bàn chân chất liệu gỗ bọc nệm và một cái bàn gỗ. Cái bàn này thì nhiều khi mình cúng quẩy thì mình mang các cái đồ lễ vật cúng mà lên mình đặt trước ở đây trước khi mình đưa lên bàn thờ, hoặc là nơi để làm đạo khi nhà có tiệc, có đám giỗ, đám cưới, các cái vị lớn tuổi có thể ngồi đây chuyện trò. Ok, ok rồi, bây giờ mình còn một cái phòng ngủ nữa, còn một phòng ngủ, một phòng ngủ hai, thì không biết nó là cái phòng ngủ nào. Các bạn coi tiếp cái đây là cái phòng ngủ còn lại đây. Này có một cái bàn học liên hoàn với kệ tivi với kệ sách thì nó cũng cơ bản đó. Thì hai cái kệ sách này chưa được đẹp lắm, có thể phải góp ý với các đồng chí thiết kế hai cái kệ này có vẻ không ổn, có thể làm một cái gì đó nó sang hơn. Ok như vậy thôi. Tông màu xanh, xanh này cũng rất là dịu mắt, bình thường hết.
nhà vệ sinh thì các bạn đã nhìn thấy rồi ha. Phòng thờ, đi lại một lần nữa, đi nhanh một lần nữa. Cái phòng ngủ chưa đẹp nhưng mà không gian phòng thờ rất là đẹp, sinh hoạt chung rất là đẹp. Nhà vệ sinh đẹp, phòng ngủ này được, phòng ngủ kia chưa được lắm. Đây là cái phòng ngủ của cái tầng trệt đây. Ủa? Đây là cái hệ thống phòng ngủ cho tầng trệt này, dành cho bố mẹ, cho anh khi mỗi khi gì lên ở quê lên chơi thì sẽ ở đây luôn. Đó là phòng ngủ dự phòng, cũng cơ bản thôi, giường, tủ quần áo và tivi treo tường. Để phòng này nó hơi chật đó, phòng này nó không dành để sinh hoạt hàng ngày vì nó cũng chẳng có vệ sinh trong phòng luôn. Cái thành viên của cái phòng này là chỉ mang tính thời vụ thôi các bạn, chứ không phải là ở suốt ở này đâu đó. Nhưng mà cơ bản nó cũng rất là tôn trọng, rất là hiếu khách. Nếu là mình là khách mà mình được ở trong cái phòng này thì mình cũng không có phàn nàn gì chủ nhà được đâu. Ok rồi, hết rồi đó các bạn. Cơ bản những video sau thì Hân sẽ lựa những cái nhà nào nó có cái gì đó nó độc đáo và nó lạ lạ thì Hân sẽ làm tiếp. Các bạn nhớ like, share và subscribe nếu thấy cái nội dung này nó có thiết thực và có giá trị tham khảo. Cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.